Ok, thế mình nhé, chào mọi trở lại với kênh của mình. Hiện tại thì mình đang có mặt ở trên con rịa. Em nhìn một cái thì cũng khá là quen thuộc đúng không? Cái giao diện này thì em còn lạ gì nữa đúng không? Con nào chơi lâu rồi thì cũng khá là quen rồi. Ngày nay thì mình đang có mặt ở trên con DTC. Mình sẽ hướng dẫn cho anh em bắt con cầu rịa sóc đĩa. Đấy, đấy cầu sóc đĩa với số 4 là 28M. Thì ngày hôm nay thì đang có quả cầu là 421. Rồi, chạy 22 luôn. Đấy, cầu này 22 thì lại đánh kiểu gì? Đúng không? Đánh kiểu 22 thôi. Nói chung là cầu thì đánh với con cầu sóc đĩa này thì không sợ đâu. Em chỉ sợ là có ăn được hay không thôi. Rồi thì con này mình theo 22 nhé, 3M đi. Để xem như thế nào. Nói chung là cầu kèo mà đi ok, chạy uy tín, đẹp luôn thì khá là ngon. Nhưng cầu kèo mà hơi xấu thì lại phải tính toán lại. Ui giời, con này đánh 22 thì nó lại không về 22 rồi ạ. Khó nói nhỉ. Rồi, thôi thì con này lại nghiên cứu thôi. 423 này, con này mình không biết là có chạy bệt không nhỉ. Theo 22 mà chạy bệt thì nó cũng hơi đau đầu ấy nhỉ. Thôi thì làm quả 7 mét đi xem liệu ngày hôm nay có đến cái mức đen đến vậy không. Nào. Chả nhỉ. Úi dồi ôi, tôi chết dở rồi. 434. Nghe tên thấy lạ nhá. Nghe tên quả này là thấy lạ đấy, cầu 434 này thì hơi dở, vừa vào mà đã gãy cầu thì phải xử lý như nào. Thì đây mình sẽ quyết định là đánh vào một tay chẵn cuối cùng này, được chưa? Được ăn cả mà ngã thì ngày hôm nay thì mình biết ăn gì rồi đấy, đúng không? Nên là thôi chị em xem thử nhá, xem có gãy được nữa không đấy. Vừa vào mà mới gãy thì đây đơn giản thế thôi anh ạ, không khó đâu. Rồi, tiếp tục con này đây thì mình sẽ theo 1-1 này. Ngày mai cứ tưởng là thôi hỏng rồi, mà thế nào vẫn ngon. Đánh quả 2m2 nó luôn đi chứ. Vướng cái gì đâu mà anh em. Ok chưa? 2m2 50, tiếp tục là bú. Nó đang cầm 28m, hiện tại lên là 34m, là bú được 6m rồi. Ăn thì đã đủ nhiều cho anh em, hay vẫn ít nhỉ? Ok, vẫn chắc vẫn hơi ít đấy anh ạ. Rồi, thì nói vậy chứ còn không cẩn thận lại gãy ra thì lúc đấy thành khó. Lại thành khó, quả này thì thôi, nằm nhẹ nhàng cho mình một con chặn nữa 1 mét đi. Để xem thế nào. Ôi giời, lại ra lệ các bạn. À, thôi, quả này đây thì cũng căng đấy. Tiếp tục thì cầu này ở đây đang chạy là 412. 412 thì mình vẫn theo chẵn thôi. 2m390 em nhé. Đấy, đánh thoải mái đi này. Tự tin này một khoai cá tính thôi. Không phải vướng đâu anh ạ. À, để xem thế nào ấy. Úi xa, được chưa? Cầu kèo như này đã quá ổn đấy. Ổn quá luôn đấy chứ. Rồi, tầm này thì lên như này thì lại ok rồi anh ạ. Không vướng đâu. Cái này giúp thì mình sẽ theo lại con lẻ nữa này. 1 mét nhẹ nhàng nhé. Em thấy đánh cầu có khó không? Không có anh nhé. Biết đánh thì đánh đâu cũng ăn thôi. Còn nó đã không biết đánh thì con tuổi là rời mới cứu được. Nào, để xem nào. Quả này hôm nay vừa vào thì gãy thì sau đấy thì bú liên tục em đấy không ạ? Anh mới nhớ cho mình là giữ vững tâm lý thôi. Đấy. Ngày hôm nay mình đánh lúc đầu mới vào mình cứ tưởng là hỏng rồi. Lại còn cầm vốn bé nữa chứ. Gãy đúng không? Nhưng mà cái sau mình tâm lý vững lên thì lại lụm thôi. Có cái gì đâu, không khó em nhé. Khó đây là tâm lý nó phải vững thôi ạ. Đấy, cái mấu chốt đấy. Tiếp tục mình sẽ theo 1-1 này. Nhẹ nhàng thôi. Mà để có được cái tâm lý vững thì cũng khoai đấy, không phải đơn giản đâu. Không phải ai cũng có thể có được một cái tâm lý vững vàng để đánh được những cái quả cầu chắc cú vậy đâu anh em ơi. Như con này thì tiếp tục là 212 rồi. Không về thì cũng không sao. Nói chung mà nhiều khi đánh thì mình cứ thoải mái mà đánh thôi. 24 thì con này là 412, 212 thì con này mình sẽ làm thêm một con chẵn 2 mét đi để xem thế nào, liệu có chuẩn hay không. Chuẩn phết đấy các bạn, được chưa? Từ lúc mà đánh gọi là
lên được cái này là gần như là không có cái tỷ lệ trượt nào nữa rồi anh ạ. Đó, để xem thế nào. Con này ở đây mà đi ok thì bú luôn đúng không? Tiếp tục thì ở đây mình sẽ làm thêm một con lẻ nữa theo một một này. Đấy, hiện tại nó kiếm được hơn 10 m rồi, mới vào thì cứ tưởng là gãy, nhưng về sau thì gọi là ngon rồi đấy. Lười, lại gãy rồi. Chưa đâu, chưa hơn đâu. Cầm 28 mét mà đúng không? Cũng chưa hơn lắm đâu, nên là thôi, phải tính toán lại. Nghiên cứu xem đi như nào, chứ không là đến lúc nó gãy ra thì ngoại thành khó đấy. Rồi, tiếp tục quả này đây thì 122 mình lại làm con gì ạ? Lại làm thêm một con lẻ nữa thôi. Úi giời, căng nhỉ. Ổ kèo này có vẻ là hơi khoai. Lúa ngô khoai sắn phết đấy. Quả này ở đây thì xem nào, nếu như mà chuẩn bài thì mình lại lụm thêm con nữa thôi đúng không? 1 2 3 thì mình vẫn đánh rỉa, vẫn kết vào lẻ thôi. 28 m tầm này mà gãy con này có khi là phải nghiên cứu mà xem có nên nghỉ hay không thôi. Ui rồi, tôi chết rồi, hỏng rồi các bạn. Con này có khi nó bệt rồi, tình hình là tôi phải mất tích thôi các bạn. 28 m mà lên đến tầm 33 m thế này rồi mà không ăn được nữa thì thôi. Chắc là nó cũng đến cái giai đoạn là không ăn nổi nữa rồi các bạn. Thì thôi nhá, mình sẽ nghiên cứu và rút quân rồi các bạn. Đấy, thu hồi vốn. Thì tầm này thì lên được hạ bao mấy nhỉ? 33 m thì là 28 lên 33 thì cũng gọi là được tầm 5 m đúng không? Cũng khá đủ với cái mục tiêu mình đặt ra rồi. Như vậy là gì ạ? Là đủ rồi đúng không? Thì thôi, ôi, thì con cuối cùng không đánh thì lại về nẻ. Hơi tiếc một tí nhưng mà thôi. Thà là có tiếc gọi là không ăn tay này còn hơn là ví dụ mình có đánh gấp vào nó lại gãy ra thì cũng khó. Nên thôi nhá. Đấy, cầu ngày hôm nay thì gọi là hơi gãy một tí nhưng mà mình vẫn gỡ được lại là 5 m. Ok chưa? Bye bye anh nhá.